Con từng nghe một câu chuyện trong Kinh Pháp Cú với nội dung như sau: một doanh nhân làm ăn thua lỗ xin gặp Phật để hỏi ý kiến. Một doanh nhân làm ăn thua lỗ xin gặp Phật để hỏi ý kiến. Sau đó thì Đức Phật dạy doanh nhân cách bố thí, phân chia tài sản làm bốn phần: một phần chi tiêu, một phần để dành, một phần phụng dưỡng cha mẹ, một phần cúng dường và bố thí. Xin sư giảng lại bài kinh này với cùng câu hỏi: bố thí với tâm gì thì cho quả hiện tại và tương lai? Không có lâu, sư mới giảng cái bài kinh Pháp Cú cách đây không có lâu. Để coi, hình như nó là mới đây nè, không phải là chủ nhật rồi, không phải chủ nhật rồi mà chủ nhật tuần trước nữa. Nói về một vị tỳ kheo hỏi hỏi chư tăng ấy là cần phải làm các cái bước gì đó, tức là rồi chư tăng mới hướng dẫn là nên bố thí rồi chia ra làm ba phần ấy. Sư mới nói khi đó sư mới nói là ở đây thì chia làm ba phần, nhưng mà trong tăng chi thì Đức Phật dạy là chia làm bốn phần, nhưng mà cũng không có khác nhau đấy. Rồi sau đó vị này xuất gia và bất mãn vì học quá nhiều luật và quá nhiều A Tỳ Đàm, cho nên là vị này rất là mệt mỏi ha. Thì đó là nằm trong cái kinh mà sư vừa mới dạy xong cách đây không có lâu, vui lòng mở ra xem lại. Rồi còn cái việc giảng lại bài kinh này thì quay trở lại nghe lại ha, quay trở lại nghe lại. Rồi bố thí với tâm gì cho quả hiện tại và tương lai? Muốn bố thí mà cho cái quả hiện tại đó, cho cái quả ngay trong kiếp này, thì nó phải có những cái điều kiện rất là ngặt nghèo. Thứ nhất á, là chúng ta phải bố thí cho một vị chánh đẳng chánh giác thì thua rồi. Bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Một số người á, thì cho rằng xá lợi của Phật cũng tương tự như là sự xuất hiện của một vị chánh đẳng chánh giác, thì sư không cho là như vậy. Bởi vì bố thí cho Đức Phật á, thì cho quả ngay trong kiếp hiện tại, nhưng mà bố thí cúng dường cho xá lợi Phật á, thì cái quả nó không chỗ liền, cho nên là nó có sự chênh lệch. Cái thứ hai là bố thí cho một vị mà vừa mới xuất ra khỏi thiền diệt thọ tưởng định, và cái này thì bây giờ tìm đâu ra? Bởi vì muốn đạt được diệt thọ tưởng định thì vị ấy phải chứng được tối thiểu là A-na-hàm. Vì đấy phải chứng A-na-hàm và chứng Bát Thiền, tức là lên tới phi tưởng, phi phi tưởng rồi vì ấy mới có khả năng nhập vào diệt thọ tưởng định. Thì bây giờ kiếm ở đâu ra? Rất là khó. Cho nên là chúng ta thời nay cái việc chúng ta bố thí không cách chi cho quả hiện tại được, nhưng mà nó có những cái lợi ích hiện tiền. Mà trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật có nói đó là gì? Cái người bố thí dù họ bố thí bằng bất kỳ cái, nói chung là khi họ bố thí thì họ sẽ được những cái lợi ích, đó là gì? Thứ nhất là họ đi vào những cái hội chúng sang trọng, hoặc là những cái hội chúng mà giàu sang, hoặc là những cái hội chúng, bất kỳ hội chúng nào họ đều không có sự e sợ, họ không có ngại. Quý vị thấy là những tay đại gia thí chủ họ đi vô cái đám đông họ đâu có sợ ai đâu, đâu có ngán ai đâu. Đấy, đó là lợi ích đầu tiên của việc bố thí. Cái thứ hai là cái người bố thí đó, cái tâm của vị ấy dễ định tĩnh, dễ định tĩnh, và không có hoảng loạn, không có hoảng loạn khi mà mệnh chung. Chính vì không có hoảng loạn khi mệnh chung cho nên là vị ấy rất dễ sanh thiên. Rồi cái quả nữa của cái việc bố thí trong chỗ ngay kiếp hiện tại đó là vị ấy được nhiều người yêu mến. Đấy, thì đó là cái quả lành ngay trong kiếp hiện tại của cái việc bố thí. Còn cái tâm, đương nhiên khi mà chúng ta bố thí thì nó cho những cái quả hiện tại đó và cho cả những cái quả tương lai. Cho nên dù quý vị bố thí với cái tâm gì đi chăng nữa thì quý vị vẫn được, trừ khi mình bố thí mà mình tạo thêm các ác nghiệp đi kèm. Ví dụ như
mình cho người ta xong rồi mình lại đi coi thường người ta, cho người ta xong rồi mình lại bắt đầu đi kể công người ta. Đấy, thì những cái đó mình sẽ tạo nên những cái ác nghiệp. Còn nếu như không thì quý vị bố thí với cái tâm gì thì nó cũng sẽ cho cái quả báo hiện tại và tương lai. Nhưng mà nó sẽ không cho như là khi quý vị bố thí cho một vị chánh đẳng chánh giác hay là một vị chứng đắc diệt thọ tưởng định.